Tối qua, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam ông Philippe Chuzier đã đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo đó, 4 trong số 30 cầu thủ sang Qatar tập huấn trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023 phải nói lời chia tay với các đồng đội là tiền vệ Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Lê Văn Đô và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Như vậy, trong số các cầu thủ được nhà cầm quân người Pháp điền tên vào ngày cuối cùng trước khi sang Qatar, chỉ có Nguyễn Văn Trường là được giữ lại. Được biết, sau khi đội tuyển Việt Nam chốt danh sách chính thức 26 cái tên, những người vừa bị loại đã lập tức rời khách sạn của đội ngay trong đêm 11 tháng 1 để đáp chuyến bay sớm trở lại Việt Nam. Các cầu thủ nuối tiếc khi không có cơ hội thi đấu tại Asian Cup 2023, nhưng tất cả đều hiểu cho quyết định của huấn luyện viên Chuzier, nhà cầm quân người Pháp phải lựa chọn đội hình phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại. Sau khi về nước, các cầu thủ sẽ trở lại đội bóng chủ quản. Việt Hưng, Văn Đô, Vĩ Hào và Văn Luân sẽ có kỳ nghỉ ngắn ngày tùy vào quyết định của mỗi câu lạc bộ. Được biết, huấn luyện viên Chuzier không công bố những cái tên bị loại trong một buổi họp tập thể mà từng cầu thủ bị loại được mời gặp riêng nhà cầm quân người Pháp. Ông Chuzier dặn dò các cầu thủ tiếp tục cố gắng bởi họ đều là những người có năng lực chuyên môn tốt. Thậm chí có cầu thủ đã thể hiện rất tốt nhưng ông không lựa chọn vì những lý do khác nhau. Ông loại các học trò không phải vì chuyên môn không đạt yêu cầu. Một số vị trí của đội tuyển Việt Nam đã đủ nhân sự. Ví dụ trường hợp của Lê Văn Đô, anh có thể đá tiền vệ, hậu vệ trái, nhưng đây là nơi mà nhà cầm quân người Pháp vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác như Văn Khang, Minh Trọng hay thậm chí là Phan Tuấn Tài. Đây cũng là lý do Việt Hưng chia tay đội tuyển vào giờ chót, anh không được xếp đá tiền vệ trung tâm mà thường xuyên tập ở vị trí hậu vệ trái. Khu trung tuyến là nơi có sự cạnh tranh gắt gao giữa nhiều cầu thủ như Thái Sơn, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Thành Long hay cả Xuân Mạnh cũng sẵn sàng thi đấu. Phạm Văn Luân về nước không phải quyết định bất ngờ bởi anh vốn dĩ chỉ là phương án dự phòng khi Hoàng Đức chấn thương. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Vĩ Hào vẫn còn nhiều cơ hội trong tương lai, thậm chí anh được xem là một phần quan trọng của U23 Việt Nam trong chiến dịch U23 châu Á 2024. Quyết định của huấn luyện viên Philippe Chuzier về danh sách 26 cầu thủ nhìn chung là khá hợp lý, bởi 4 cầu thủ đã bị loại đều thuộc nhóm có nguy cơ từ trước đó. Còn nếu so với bản danh sách mà AFC đưa ra cách đây chưa lâu, có 2 sự điều chỉnh là Triệu Việt Hưng và Nguyễn Hoàng Đức không góp mặt, trong khi Nguyễn Văn Trường cùng Lê Ngọc Bảo đã xuất hiện. Theo quy định của ban tổ chức, những cầu thủ được bổ sung sau khi AFC công bố danh sách sẽ chỉ được phép đăng ký những số áo của các cầu thủ bị gạch tên. Do đó, Văn Trường đã chọn số áo 14 của Hoàng Đức, còn Ngọc Bảo sẽ mặc áo số 26, số áo trong danh sách ban đầu thuộc về Triệu Việt Hưng. Trong khi đó, người duy nhất không thể ra sân ở trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan hôm 9 tháng 1 là trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Anh có thể trở lại tập luyện với cường độ cao trong buổi tập chiều ngày 11 tháng 1, qua đó huấn luyện viên Chuzier giữ lại. Về phía huấn luyện viên Chuzier, bản thân ông cũng đang gặp không ít áp lực trước thềm Asian Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam có kết quả không tốt trong một vài trận đấu gần nhất. Việc thua Kyrgyzstan cũng khiến các cầu thủ gặp ít nhiều những vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên, đây chỉ là trận giao hữu. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ có đánh giá sát nhất về năng lực, điểm mạnh và điểm yếu của các cầu thủ. Kết quả không phải điều mà các đội bóng hướng tới trong các trận đấu tập trước Asian Cup 2023. Việc lựa chọn nhân sự cho đội tuyển được nhà cầm quân người Pháp tiến hành rất cẩn trọng, không chỉ căn cứ vào quá trình tập luyện và sự thể hiện của các cầu thủ trong trận giao hữu tổng duyệt với Kyrgyzstan vừa qua, ông còn quan sát thêm buổi tập chiều ngày 11 tháng 1 để đảm bảo quyết định của mình là đúng đắn. Trước buổi tập này, huấn luyện viên Chuzier cũng đã tổ chức cuộc họp mổ xẻ các ưu nhược điểm trong lối chơi của đội tuyển và của các vị trí trên sân thông qua phân tích băng ghi hình trận đấu với Kyrgyzstan. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào sự tiến bộ của các học trò và khẳng định tất cả các cầu thủ có mặt tại Qatar đều đáp ứng được những gì mà ông mong muốn trong việc triển khai lối chơi của đội tuyển. Tại Asian Cup 2023, các đối thủ được đánh giá mạnh hơn, nhưng để có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam cũng không phải là điều dễ dàng. Tinh thần của Việt Nam là không bao giờ từ bỏ. Hãy giữ tinh thần ấy khi chúng ta bước vào Asian Cup, huấn luyện viên Philippe Chuzier nhấn mạnh. Trở lại buổi tập, chiều ngày 11 tháng 1, huấn luyện viên Chuzier tiếp tục rèn giũa khả năng cầm bóng và chơi bóng một cách chủ động mà ông cùng với các cộng sự đang xây dựng cho đội tuyển. Ông cũng dành khá nhiều thời lượng để luyện tập thêm các mảng miếng phối hợp trong tấn công và phòng ngự, gia tăng khả năng kết nối giữa các tuyến. Ở tầm vóc châu lục, đội tuyển Việt Nam không phải là tên tuổi khiến nhiều đối thủ phải e dè. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chuzier với thành tích là huấn luyện viên duy nhất dự Asian Cup 2023 với tư cách một nhà vô địch được chờ đợi sẽ phát huy khả năng của mình để giúp ích cho đội nhà. Ông thầy người Pháp thậm chí được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vinh danh là một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử Asian Cup, chí ít sở hữu kinh nghiệm trận mạc và khả năng chịu áp lực. Đó là lý do ông quyết tâm đi theo định hướng đã vạch sẵn cho các đội tuyển Việt Nam, dù vướng nhiều hoài nghi lẫn chỉ trích. Trận giao hữu tối ngày 9 tháng 1 trước Kyrgyzstan tại Doha, Qatar cho thấy thêm cá tính của ông thầy người Pháp. Ông không ngại thử nghiệm gần hết những cầu thủ có trong tay ở trận đầu tiên trong năm 2024 của đội tuyển Việt Nam, chỉ trừ Duy Mạnh chưa kịp hồi phục. Huấn luyện viên Chuzier dùng màn thử lửa duy nhất của đội nhà trước thềm Asian Cup để các học trò có cơ hội thi đấu,
lấy cảm giác bóng lẫn tinh thần hưng phấn nhằm bắt nhịp tốt nhất có thể cho sân chơi châu Á. Từ chiếc băng thủ quân được trao cho Hùng Dũng và sau đó trở lại với Tuấn Anh, huấn luyện viên Chu Dê mong mỏi sẽ có một thủ lĩnh đích thực ở đội tuyển Việt Nam hiện tại. Đây cũng là điều trăn trở của ông thầy người Pháp sau quá trình làm mới đội bóng của mình. Những học trò trẻ chưa đủ trưởng thành, còn những cựu binh cũng phải chịu thách thức sàng lọc với huấn luyện viên Chu Dê. Điều đáng lo hơn cả với huấn luyện viên Chu Dê vẫn là lối chơi dường như không dễ để tất cả các cầu thủ có thể thuần thục. Trước Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam vẫn mắc sai lầm và trả giá bằng bàn thua đầu tiên. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến hàng thủ hớ hênh khi gặp Iraq và Philippines hồi tháng 11 năm 2023. Khi đó chỉ may mắn mới giúp đội tuyển Việt Nam không thua bàn sớm trong hiệp 1. Tuy nhiên, đối thủ Kyrgyzstan đứng dưới đội tuyển Việt Nam 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA đã tranh thủ được cơ hội. Nếu các học trò của huấn luyện viên Chu Dê không sửa sai ở giải chính thức, thì Nhật Bản hay Iraq có thể sẽ lại khiến đội tuyển Việt Nam sớm vỡ trận. Mặt sân trung lập ở Qatar không giúp đội tuyển Việt Nam có lợi thế gì, ngược lại sẽ giúp các đối thủ dễ dàng phô diễn đẳng cấp cao mà họ sở hữu. Đội tuyển của Chu Dê hiện tại cũng chưa rõ đã lên đối sách cho những bài miếng bóng bổng vốn là sở trường của những Iraq và Indonesia. Sự thiếu vắng Quế Ngọc Hải càng khiến giới chuyên môn lo ngại về khả năng chống bóng bổng, chống tình huống cố định của đội tuyển. Nguyễn Philip có mặt là điều tích cực để làm chủ vòng cấm, nhưng những trung vệ như Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài có thể phải đọc tình huống tốt hơn để ngăn chặn hiểm họa trước cầu môn. Ngoài ra, sự trở lại của Quang Hải giúp huấn luyện viên Chu Dê có thể yên tâm trong các pha đá phạt ngoài vòng cấm. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam tập bài miếng cố định khá ổn vì chủ động chơi phòng ngự phản công. Khi có cơ hội tiếp cận cầu môn đối thủ, những pha bóng chết do đó sẽ được các học trò của ông Park đầu tư tập luyện khá kỹ. Còn hiện tại, huấn luyện viên Chu Dê chủ trương không thể trông chờ vào may mắn mà tất cả phải có ý tưởng rõ ràng. Thời gian còn rất ít cho trận đấu chính thức với đội tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên Chu Dê dường như vẫn chưa có đội hình tối ưu. Điển hình như vị trí trung vệ lệch trái vẫn là của Phan Tuấn Tài hay sẽ thuộc về Ngọc Bảo, Tuấn Dương. Bên cánh trái Minh Trọng hay một ai khác kinh nghiệm hơn sẽ đá chính. Ở cánh đối diện, Tiến Anh sau bàn thắng gỡ hòa vào lưới Kyrgyzstan có thể được huấn luyện viên Chu Dê bố trí đá chính luôn ở giải này. Đó là những điều mà không ít các cổ động viên quan tâm. Chưa hết, chơi cao nhất trên hàng công sẽ là Văn Tùng đang trải qua thời gian tìm ngòi hay Tuấn Hải, người cũng không phải là mẫu trung phong thực thụ. So với khi huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin dẫn lứa học trò trẻ tài năng chinh phục hàng loạt thành công trong năm 2018 tới Asian Cup 2019 và đi đến tứ kết, rõ ràng hành trình dự Asian Cup 2023 lần này khó nhằn hơn cho huấn luyện viên Chu Dê. Huấn luyện viên có biệt danh Phù Thủy Trắng thay đổi đội tuyển Việt Nam đến đâu, chỉ ít ngày tới sẽ có câu trả lời.